Nhằm chủ động thích ứng an toàn linh hoạt với COVID-19, thành phố Đà Nẵng thống nhất chủ trương thành lập 2 trạm y tế lưu động tại khu công nghiệp Hòa Khánh và khu công nghiệp Đà Nẵng. Các trạm y tế này có sự tham gia vận hành của nhân viên y tế và của ban quản lý các khu công nghiệp Đà Nẵng để theo dõi, sàng lọc, cách ly và điều trị F0 tại nhà. Đây là giải pháp phù hợp để đảm bảo vừa phòng chống dịch vừa hoạt động sản xuất. Đây là khu vực dự kiến thiết lập trạm y tế lưu động tại khu công nghiệp Đà Nẵng với diện tích 300m², quy mô 30 giường bệnh. Trạm y tế lưu động tại đây sẽ có chức năng sàng lọc, thu dung, cách ly, điều trị F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ, đồng thời triển khai các hoạt động phòng chống dịch tại khu công nghiệp. Trạm y tế lưu động này thì gọi là tối ưu hóa tất cả các khâu bằng công nghệ thông tin. Bệnh viện 19 thì đã chuẩn bị rất nhiều các nền tảng để mà đánh giá cái nguy cơ nhiễm. Theo kế hoạch, trạm y tế lưu động hoạt động như một phòng khám đa khoa và các chuyên khoa cơ bản, cùng nhiều thiết bị y tế lưu động để tiếp nhận, khám, sàng lọc, cách ly ca bệnh COVID-19 phát sinh tại khu công nghiệp và điều trị F0 tại nhà thông qua ứng dụng trên thiết bị di động. Có các cái phần mềm sẽ giám sát các cái thông tin của bệnh nhân trực tiếp, để từ đó bác sĩ có thể là theo dõi hoặc là có thể là tra cứu lại những cái thông tin đó để phục vụ cho công tác thăm khám và điều trị. Để xử lý nhanh chóng và ứng xử phù hợp khi ca bệnh phát sinh tại khu công nghiệp, trạm y tế lưu động cũng bố trí khu cách ly theo dõi y tế tạm thời để phân loại, truy vết, lấy mẫu kịp thời, cũng như giám sát dịch tễ tại các cơ sở sản xuất kinh doanh khi có trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19.